quay lại. Tôi bảo quay lại. Tôi bảo mày có được không, dọn cái đống này đi cho bố. Nhưng mà con muộn rồi. Trời ơi, trời. Con cái nhà như thế. Hư lắm bảo không được. Liệu mày mà lo lấy vợ. Tôi lớn lên từ một miền quê nghèo, quanh năm chỉ trồng lúa trồng rau. Tôi đã không được gặp mẹ từ khi tôi lên 5 tuổi. Bố tôi một mình nuôi tôi lớn như bây giờ. Nhưng dường như từ nhỏ tới giờ chẳng bao giờ có việc gì được vừa lão ông cả. Trong ký ức của tôi, bố tôi là một người cục cằn, lại nghiêm khắc, không tình cảm như bố của đám bạn vẫn hay chơi với tôi. Mỗi lần nghe chúng nó ngồi khoe với bố, tôi chỉ biết im lặng rồi thầm ghen tị. Những kỷ niệm với bố chỉ là những lần bố vụng về tắm cho tôi, hoặc là những ngày trốn bố đi chơi. Nhiều lúc tôi tự nghĩ không biết bố có phải là bố ruột của tôi không nữa. Ông ơi. Nói. Thằng Vinh phòng B đấy. Sáng tuần nó cưới đấy. Mà nó mày mày chưa? Mới từ chiều rồi. Hay đấy. Thế ý mày định thế nào? Tao thì tao nghĩ như này. Tao mày lên về nhà nó từ tối hôm trước. Tiện thể nhà mình ở đấy chơi luôn. Gọi cái thằng Sơn đi. Và mấy anh em mà cũng được với nhau mà. Còn mấy thằng chơi với nhau nó lấy vợ hết rồi. Còn mỗi tao với mày thôi. Mày tính sao? Tao với mày cũng hết tuổi chơi bời rồi. Mày im đi. Đang đi ra ngoài tự nhiên nói với cái chuyện làm cụt hứng. Sáng nay đã bố tao vào giờ đến lượt mày rồi. Vợ con cái gì tầm này? Mà thôi ngủ đi nhá, mai còn đi làm nữa. Mày em nhầm cái gì, tự dưng ngủ không với tao. Ngủ đi ngủ. Máy bị sao hả em? Dạ, anh ơi, cái máy tính này nó bị hỏng rồi, anh sửa cho em vậy ạ. Em có phải là... Dạ, đúng rồi ạ. Ok, máy được rồi đấy em ạ. Dạ, em cảm ơn anh nhé. Báo mới rồi chị? Ừ, báo tháng mới đấy em ạ. Dạ. Báo trang này khá là hay em ạ. Chạy ra ngoài đi.
Em thích Tết không? Em có ạ. Vì sao lại thích? Vì em được mẹ em mua cho nhiều quần áo rồi. Thế bố em thì sao? Em không có bố. Vì nếu em lớn lên em sẽ ngoan thì sẽ được gặp bố. Thôi em đi đá bóng đây. Em có muốn chơi trò đố vui không? Anh đố đi. Bây giờ anh đố em làm người yêu của anh. Có làm người yêu anh không? Không, ai đều làm người yêu anh. Có không? Không, 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 không. Có. Em có. Thật chưa? Em thật. Được rồi. Anh ơ kìa. Sao em lại nói hai lời như thế nhở? Nhanh quá anh ạ, mới ngày nào mà giờ còn hơn một tháng là Tết rồi. Vậy là em sắp vào công ty được hơn một năm rồi. Anh ấy Tết ngày xưa thì vui ấy, nhưng mà Tết bây giờ nhạt nhẽo vô vị làm sao ấy. Sao thế ạ? À, chắc là bố mẹ anh lại giục anh lấy vợ chứ gì. Đứng em còn ít tuổi thế này, bố mẹ em còn chẳng công ty là ai. Nhưng mà thôi, mình ngồi tạm ở đây nhá. Thật ra ở nhà anh chỉ có mỗi bố anh giục anh lấy vợ thôi. Thế còn mẹ anh thì sao? Mẹ anh không giục anh lấy vợ à? Nhà anh chỉ còn mỗi... Ôi, ơi, mẹ em gọi thật. Anh chờ em một tí nhé. Alo mẹ. À, con hả? Con gái mẹ ăn cơm chưa? Ừ, dạ, con ăn cơm rồi mẹ. Thế sao này, công việc thế nào? Công việc của con vẫn ổn. Mà mẹ ơi, công ty con đang có đợt khảo sát quà Tết ấy. Mẹ thích gì để con chọn ạ? Ừ, công ty tốt quá con nhỉ? Các mẹ không quan trọng lắm đâu. Con cứ lấy cái gì con thích là được. Mà mẹ bảo này, Tết năm nay về là thích anh nào thì dẫn nó về cho mẹ nhá. Ôi, thôi mẹ. Bố cô. Phải có anh nào ở đấy rồi không? Mẹ nghe là mẹ biết ngay đấy. Dạ, không có ai đâu mẹ ơi. À mẹ ơi, con phải vào làm rồi mẹ. Con về, con gọi lại cho mẹ sau nhé. Thế được nghỉ Tết chưa? Con chưa. Tết này không về đâu. Dạ. Alo. Alo. Nãy anh định bảo em cái gì anh nhỉ? À, thôi không có gì đâu. Đến giờ là mình vào làm nhé. Dạ. Mẹ em gọi bảo năm nay phải về sớm. Mà em sẽ cố gắng về sớm. Tại vì năm nay đi làm cả năm rồi, giờ cũng phải về sớm với bố mẹ anh ạ. Anh đã đặt xe về quê ăn Tết chưa? Hay là em đặt cho anh về cùng nhé? Thằng nào nhà anh với nhà em cũng gần nhau mà. Bố à, bố ăn 8 lít thế hả? Nó làm gì ạ? Tết nhất không về. Dọn đồ đi. Hôm nay đang tính chơi cây đào thế. Đào thế cơ à? Chuyển cây đào ở đây về quê chứ? Rồi, về quê thuê quê thôi. Bố ơi, con đang đi chợ mua ít đồ cho ông bà nội thắp hương ạ. Ở nhà đã sắm được nhiều cho bố. À, ở nhà thì mới mua ít bánh kẹo con ạ. Mẹ mình đang đi chợ thì mua thêm với cả mua đến từ đây về gói bánh con ạ. Bố ơi, bố bảo mẹ là chờ con về cùng gói bánh chưng bố nhá. Ừ, thế thì đi chiều về nhanh con nhá.
bố mẹ ạ. Bố ơi, bố bảo mẹ là chờ con về cùng anh gói bánh trưng thôi nhá. Anh bị không về nhưng mà anh không nỡ để em về mình. Thật lòng. Hay là lần này anh về ra mắt mẹ em luôn nhỉ? Ai thèm lấy anh chứ? Ơ anh đã nói là lấy đâu? Anh mà. Em không muốn anh về à? Không. Con gái à? Mẹ ơi con này. Về chưa con ơi? Mẹ ơi con đang chuẩn bị về mẹ ạ. Thế hả? Thế con về bằng cái gì đây? Mẹ ơi con về bằng xe buýt công ty. À thế hả? Thế thì mẹ yên tâm rồi. Mà này, Tết rồi, về là con dẫn anh nào về cho mẹ không đây? Mẹ ơi năm nay con dẫn anh Phúc về nhà mình mẹ. Anh Phúc làm cùng công ty con với lại gần nhà mình luôn. Ái già, thế mà cứ giấu mẹ mãi. Bố như cổ như lại. Thế đi về nhanh con nhá. À mẹ ơi, con đang hả? định là về nhà anh Phúc Phúc rồi mới về nhà mình mẹ. À thế hả? Thế thì thôi con cứ sang bên đấy đi xong rồi về nhá. Về sớm con nhá. Vâng vâng. Ở trong. Thế chào bác gái nhá. Phúc về đấy hả con? Phúc về à? Con. À thế à? Ôi vào nhà đi con. Ui, quý hóa quá. Bố cũng đang dọn nhà để chuẩn bị đón Tết. Hóa thế không đi con đây này. À thế à? Bố xin. Cháu với anh cũng mua hoa bác. Thế để con dọn giúp bố luôn nhá. Thế các con dọn cho bố cái chỗ bàn thờ cái này nhá. Vâng ạ, bác cứ để đấy cháu với anh dọn cho. Một mình cả chồng nuôi con với trăm nghìn vất vả. Mong mình hãy thay em chăm sóc và dạy dỗ con nên người. Mình biết không, có rất nhiều điều mà em muốn làm cho con. Nhưng bây giờ chắc chẳng có cơ hội nữa. Mình hãy làm thay em nhé. Mình hãy đưa thằng bé đến trường khi nó vào lớp 1. Những ngày đầu đi học chắc cũng còn bỡ ngỡ lắm mình ạ. Mình hãy kiên nhẫn bảo ban mỗi khi Phúc nhà mình ương bướng. Mình hãy chỉ cho nó cách sửa sai mỗi khi con mắc lỗi mình nhá. Mình ơi, mình hãy động viên con học hành và làm việc chăm chỉ để trở thành người có ích. Và mình à, mình hãy thay em cưới vợ cho con mình nhá. Khi nào con tìm được người vợ ngoan hiền và hiếu thảo để cùng xây dựng tổ ấm, thì lúc đó
em chơi, mới yên lòng được. Công viên, nha. Em thương mình, thương hai bố con nhiều lắm. Con xin lỗi. Không sao đâu con. Dạ. Thấy hai đứa năm nay là được tuổi mà nó hợp nhau thế thì năm nay tổ chức đám cưới thôi. Đấy, bố anh đã nói như thế rồi. Em xem thế nào đi. Đến hôm nào xem ngày lành tháng tốt, bố sẽ có cái cơ chầu sang bên nhà con. Cái đây. Đây là nhà gái đây. Chào. Chào. Chào ông. Mời các ông vào nhà. Mời các ông vào nhà. Mẹ ơi, tiếp này con lấy vợ rồi. Vậy là bố đã dành cả cuộc đời để thực hiện lời hứa với mẹ. Mẹ hãy yên lòng nhé, vì từ giờ con sẽ là người tiếp tục thực hiện lời hứa đó. Lời hứa sẽ chăm sóc, yêu thương bố nhiều hơn. Lời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống, để bố và mẹ có thể tự hào về con. Vậy là cuối cùng tôi cũng nhận ra, thì ra bố không vô tâm như tôi tưởng. Ông vẫn là người yêu thương tôi nhất. Hóa ra trên đời này, ông mới chính là người cô đơn nhất. Thật may, cuối cùng tôi cũng kịp nói lời xin lỗi bố. Say, niềm hạnh phúc ngất ngây, chân chân.